mà em nghĩ cũng lạ chủ nhân. Tự nhiên hả? Mặt tiền mặt ơ độn quay, chui vô khỉ ho cò gái hóc bà tó đồ quay. Suối vàng, không lẽ đây là điềm báo? Có đâu nha. Khỏi nơi đây, hãy bước qua xác của tôi trước. Đêm lần mưa rơi đập lưng người kề trên ma trường, nghe lạnh khô môi tinh linh một thằng hét to lên vì sợ. Nơi thật xa xăm tồn tại ngàn vạn lời đồn đoán, đúng rồi không hoa ta thấy xin mắt ta không cho ta lo xoa rồi nên sẽ có ra người. Chào tất cả mọi người, hiện tại thì Ngọc đang có mặt tại buổi premiere của bộ phim Phim Trường Ma. Thì đây là bộ phim kinh dị đầu tiên mà Ngọc được tham gia. Thật sự là bản thân mình cũng là một người rất là sợ ma, nhưng mà khi mà tham gia bộ phim này rồi á, tự nhiên cũng gan gan lên một chút xíu, bởi vì mình cũng hiểu được cách làm phim như thế nào. Trước khi đóng phim thì mình rất là sợ ma, sau khi đóng phim rồi thì mình cảm thấy là ma nó sợ mình chứ mình không sợ ma nữa. Chào các bạn, mình là Linh Miu. Mình cũng tham gia bộ phim Phim Trường Ma và mình thấy bộ phim này rất là hài hước, rất là hấp dẫn. Mình mong là các bạn hãy ủng hộ cho mình cũng như đoàn phim nha. Trong bộ phim này thì có hai diễn viên nữ mà Mai Thuyền cũng rất là thích, đó là Lê Khánh và Ninh Dương Lan Ngọc. Thì hy vọng bộ phim Phim Trường Ma sẽ là một bộ phim thú vị để quý vị khán giả có thể theo dõi. Ngày 9 tháng 9 là sẽ chiếu phim Phim Trường Ma trên toàn quốc. Mong tất cả quý vị khán giả cùng ủng hộ ekip Phim Trường Ma. Hãy tới ủng hộ phim Trường Ma. Hãy đến xem ủng hộ phim Trường Ma bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 nhé. Em mong là mọi người sẽ đi xem phim này thiệt là nhiều. Và mọi người nhớ đón xem bộ phim Phim Trường Ma vào ngày 9 tháng 9. Quý vị hãy đến rạp để theo dõi bộ phim Trường Ma này nha. Vẫn là em, chứ đâu có bị mất tích đâu.